Hôm nay tôi đã tổng hợp những khoảnh khắc hay nhất năm 2021 ở trên kênh tôi, mà tôi nghĩ là vậy. Giờ thì vào video thôi nào. Lần này nói hơi nhiều nha, mà đứng trước mặt mình nói thấy ghét thế nha. Nope. Ui. Thôi. Thôi. Em xin lỗi. Deadly arm. Tôi chỉ cần ngắm vô thôi, mọi thứ sẽ nổ tung. Một thằng rồi nhá, hai thằng. Ôi chưa. Mày láo. Thôi. Ôi. Tôi có thể hack vô chiếc xe của mình, tôi có thể hack nhiều loại lắm, nói chung là remote control này, chip alarm unlock, lock đồ các thứ. Ngầu thật sự luôn ấy. Tôi sẽ điều khiển chiếc xe của mình ra chứ tôi không cần gọi là lái nữa. Đây, tôi sẽ điều khiển đấy. Được rồi. Có hai cái gọi là thôi. Lên. Ê, đâu xanh cái nút. No. God. Thẳng cái nữa này. Come on. No. Yo. Mẹ. Nấp gù thế. Come on, đúng rồi, nấp trên này. Lú cái đầu lên. Lên. Ê, xin lỗi. Mày xảo con. Té là xong rồi. Holy moly mẹ. Còn đúng một chân anh em ạ. Kinh thế nha. Tuy tôi là con zombie thôi, tôi nhìn cũng kinh vãi. Ôi có thằng còn nửa người nữa. Alo. Không sợ luôn à. Tao là một con zombie đấy. Sợ quá. Này thì không sợ. Lên rồi nha. Chết. Ôi. Đâu xanh. Lật xe. Ui. Rớt xe luôn rồi. Ổn anh ơi. Anh muốn qua đường à. Trời. Giúp người là nghề của em rồi. Anh cứ yên tâm, em làm được mà. Ngầu thực sự luôn ấy. Wow. Tiền đấy anh em ạ. Anh em có thể thấy nội thất của nó này, không thể chê vào đâu được. Cho nên là tôi sẽ chạy chậm để giữ gìn. A few moments later. Quay. Cái đậu xanh. Chúng mày đang làm gì vậy? Người ta đã có câu rồi. Người làm sao, tao làm vậy. Người làm bậy, tao cũng làm theo. Ê, cho tao tham gia với. Can you hear me? What? I need help. I need help. Fake accent. Do you know Vietnam? Yep. Yep, I'm from Vietnam. So what we gonna do? Good run. Work, new player. You're learning something. Yeah, I learned to shoot people. Tao chỉ có thuốc giải thử nghiệm thôi à. Thôi xong rồi. Thôi kệ, cũng được. Chứ tao không sống trong cái hình dạng này đâu. Được rồi, đợi tao một chút xíu. Later. Đây, thuốc giải đây, mày uống thử đi. Ờ kìa, cái gì thế này? Một con chó á. Uống thêm miếng nữa đi, Yo, what the f*** man. Thuốc thử nghiệm thôi, nhưng mà mày cứ yên tâm, cứ uống đi. Thiệt luôn à, lần này là một con heo á. Holy moly man. Làm nốt phát cuối đi, tao nghĩ lần này chắc chắn được luôn này. Let's go. Chúng ta tới nơi rồi đây. Wow, đông người thật sự. Nói chung là mọi người ở đây ai nhìn cũng lương thiện cả. Trẻ trâu này, cái skill mà chạy quay về là dương đông kích tay đấy mọi người ạ. Nó đấy, nó sẽ tưởng tôi sợ nó và tôi đánh ngất nó hết luôn. What the what? Mong là ngồi trên xe ổn. No, what the thôi bố mày cần ra khỏi đây. Xe tăng. Xe tăng đây. Không mẹ. Ôi. Đỉnh cao. No. Sảnh á. Chả thấy xe luôn á. Mày ngu. Chúng ta sẽ có 100 con gà đấu với 100 thần thoại Hy Lạp. Let's go. Come on gà. Mong là con gà tôi có thể làm một cái thứ gì đó tốt cho đời. No. My chicken. Kiểu này là chắc tôi cống nạp lương thực cho mấy thằng này rồi. Nó đưa giáp ra là đỡ là chết mấy con gà của tôi luôn. Gà ơi. Trời ơi, không giết được thằng nào luôn ấy. Mày làm cái gì đó đi gà. Skill của mày đâu? Trời ơi. Nhìn số gà của tôi thiệt mạng kìa mọi người. Trời ơi. Không thể tin được luôn. Trời, good job luôn. Có con đứa nào bay ra đây luôn này. Trời ơi. Trời ơi gà. Cảnh sát tới. Ủa, thôi. No. What the f***. Chạy. Rồi xong. Mẹ, chiếc xe mới mua của tao. Mới rửa luôn mát á chứ. Có xe mới vô là y như rằng là mai mua chiếc mới luôn. Rồi mai mua chiếc mới thiệt luôn. Rồi đúng luôn.
Tôi sẽ điều khiển xe của thằng này. Wow man, let's go. Ngầu thật sự luôn ấy. Ở mấy con thỏ này. Oh my god. Oh my god. Cái này tôi không biết gì đâu nha. No. Hey, được được được. Bơi 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 lên bơi lên. Nói chung là cũng đáp lên được rồi đấy. Trên đây còn có xe nữa luôn. Yo. Stop. Đậu xanh. Đi 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 đi. Đi đi. What? What the? Ôi 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 ôi. Ngon ngon ngon. Được 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 được. Ui. Lên luôn. Ui lên lên. Sau bao nhiêu công sức thì cuối cùng tôi cũng đã có một thân hình lực lưỡng. Có thể nói là như vậy. Tuy là anh em không thấy tôi thay đổi gì, nhưng thật sự là tôi toàn là cơ không đấy. Bằng chứng là thằng này nó đánh tôi mà tôi không mất một tí máu nào luôn ấy. Còn sức mạnh của tôi thì sao? Đấy, tôi chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi thì nó đã lăn đùng ra rồi anh em ạ. Ở trên sa mạc luôn á, lẹ. Tôi có cảm giác là nếu mà tôi không lẹ lên thì... Ôi, lần này mà không được nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nhảy. No. What? Không được nữa coi. À, dám tung đồng loại của tao à. Ê, thắng nhầm, sorry. Rồi tao. Ok, hình như đi lộn chỗ, đi lộn đường rồi. Ui, sao rớt xe luôn rồi. Ôi, hẹn hai thôi, thôi. Ôi. Thôi, ừ, đúng rồi. Rồi. Không lẽ ông chủ nói câu được những thứ mà tôi không ngờ tới. Holy shit, man. Holy shit. What the fuck is that? Lỡ câu rồi, câu thêm vài cái chắc cũng không sao đâu. A little longer than a few minutes later. Ôi giời ơi. Holy shit, man. Tôi cũng đã học võ được 1 năm rồi, có vẻ tôi sẽ đánh được mấy thằng. Ôi thôi. Nói chung là muốn có thân hình xấu muối và khỏe mạnh thì anh em phải tập gym. Thế thôi. Tôi cũng phải tập một vài động tác cái đã. Ê cô, tập gì yếu như vậy? Come on. Ôi, đừng. Đừng. No. No, 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 no. Don't see me. Đừng có thấy tao. Tao núp rồi. Ôi. Tôi lên nhất rồi này. Wow. Let's go man. Come on. Kiểu này chắc tôi đứng nhất quá. 12 seconds later. Ôi. Thôi. Come on. No. Come on. Đừng lên. Nó tới. Đậu xanh. Come on. No. Hỏi con người kia. Ai đấy? Các ngươi đã gây ô nhiễm nguồn nước của ta. Nguồn nước gì của ông? Nước tiểu. À không. Nước biển của ta. Ôi, Kỳ ơi. Kỳ ơi. Đừng có nhảy. Ôi, rồi bẻ bánh luôn. Rồi xong luôn, rồi xong rồi Khỉ ơi, xong rồi toan rồi Khỉ. Thằng ngu này chạy chậm thôi. Ôi, hết hồn má. Mẹ nó. Mình đầy đồng thế xong bắn bên đấy nha. Một khi tao đã lái là không thằng nào giết được tao. Nào trong tay mình chơi ngu vậy. Chơi vũ khí hạt nhân chết hết luôn. What the f. Tôi nhớ là như hình như tôi đánh hơi dư rồi thì phải, nhưng mà thôi kệ, không sao. Đánh là đam mê mà. Chơi. Lẹ. Cái này bay sao? Ơ. À, bay đi. Đúng rồi, bay sao nha. Khó thế. Tôi không biết bay con này anh em à. Rồi để tôi kiếm chiếc khác nó dễ hơn coi. Đậu xanh, chiếc kia đi. Ôi. No, come on. No, Bung vũ. What the f***? Mày tưởng tao không làm gì được mày à? Này thì chửi tao. À, mày chơi. Ôi, nó gọi luôn kìa. Đừng gọi cảnh sát. Ôi, sao tao không hát được cái điện thoại nó nha. Cày mày lắm rồi đây nha. Lên rồi. Ôi, rồi, tao nghĩ là không ổn rồi. Come on. Ừ, được. Nào, làm sao tôi có thể vượt qua được, nó khá là khó luôn ấy. What the f***? Tôi nghĩ chiếc xe này chắc ổn này. Đậu xanh, tao vừa mới nói luôn á. Tôi vừa nhận được cuộc gọi là có một người với một con dao á, tại một cái khu Little Seoul. Nó đây. Bỏ dao xuống, come on. Tao nói mày bỏ dao xuống mà. Dám cầm dao đi lòng vòng hả? Tới đây con trai. Thằng này nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà là tại sao là nó cầm dao thế nhờ? Ôi,
tại sao lại chạy? Ôi, sao nó lại chạy nha? Có chiếc xe. Tôi khá là nghi vấn với cái hành động chạy đột ngột này. Đứng lại con. Không có nói nhiều nhá. Mày đã chạy là tao thấy mày nghi vấn rồi. Chà thằng này coi. Ấy, một quả bộp. Tôi nói rồi, nó chạy là nó có vấn đề mà. Thằng này là cái bánh luôn á. Né ra tổng thống. Đúng rồi, yes. Let's go. Tôi nghi lắm. Ừ, let's go. Ê, con cái nữa. Được rồi, ổn rồi. Ôi, nó chạy mà nó còn quay lại, nó khiêu khích tôi, nó cày thế nhờ. Mày tới đây con. Ôi, nó chạy mà nó hụp cái đầu xuống khiêu khích. Mày tới đây. Đấy, cày thế nhờ. Chạy luôn đi con à. Trời ơi, kìa. đua người ta cần kỹ năng. Em đang chạy. Rồi, hạng nhất rồi. Ổn con men. Ổn cái đồ bùi. Mày sao? Ui cây gì đây nhìn giống thế nhờ. Tôi nghe tiếng ngoài, tôi nghe tiếng chân ấy. Oh my god. Hello. Hey man. Leave me alone. Go away. Vẻ là thằng này nó không nghe lời rồi. I'm gonna f*** your ass. Nếu mà có thể nhấc được cái búa này lên thì tôi sẽ có sức mạnh điều khiển được sấm chớp luôn. Tôi nhấc thử xem. Đây là thợ sâm của tôi đấy. Tôi hay sâm chỗ này lắm. Ôi đừng nói mày sâm bằng cái đó nha ba. Chú em cứ bình tĩnh. Chết tao luôn á. Bình tĩnh thôi nha. Wow. Oh my god. Trời ơi, nhìn mấy con T-Rex kìa. Đông thật sự luôn ấy. Có vẻ người máy đang thọt. Ui, người máy chưa giết được con nào luôn. What the f*** man. Tao chọn chúng mày đấy. Đừng làm tao thất vọng chứ. Ui, giết được con. Đúng một con mọi người à. Ui, nói chung là T-Rex có bộ hàm chắc thế. Cắn nát robot luôn. Ui, tôi bị cắn. Tôi sẽ lao vô thử đàn khủng long này. Ui, chết nhanh thế. Tôi thấy toàn màu đỏ không mà. Không thấy màu xanh luôn. 8:01 p.m. Thôi đánh từ sáng đến tối, rút cuộc team tôi cũng còn 6 con. 5 con, 4 con, 3 con, 2 con, 1 con. Ôi, cái này tôi không biết đâu nha mọi người. Cái này là từ trên trời đâu rơi xuống cục thiên thạch á chứ. Hai đội quê nhau. Đây ơi, dừng. Ôi ơi, con. What the f*** man. Ôi, nó tự tăng tốc luôn. Nó chạy nhanh thế. Nó nhanh thật sự rồi. Wow, holy man. Ôi con nó chạy kìa. Ôi tôi không đuổi kịp luôn ấy. Nó bên kia kìa. Ôi nó xe nó vẫn chạy luôn ấy. Ôi. Let's go man. Thôi. Ôi yes. Come on. Nhanh thật sự. Come on. Yes. Tổng thống. Trời nó, đúng rồi. Holy mẹ đông thật sự luôn ấy. Wow, đây nó nè. Đúng. Ui, hợp lý luôn. Ủa mấy thằng này ăn xong gì kỳ vậy? Anh đánh đúng không? Em muốn vô đây em ăn mà anh vậy đó hả? Midas tết. Ủa nó biến mất luôn kìa. Trời, đứng chụp hình hay gì? Hay lắm hay gì mà chụp hình? Tôi có thể làm biến mất người đấy. Không, tôi có thể biến họ thành tiền khi mà tôi đụng vô họ. Coi này. Đấy. What the f***. No. Tô ơi, where you moto? Moto đâu ta? Ê, yes, let's go. Nope. Let's go, no. Thử thách thứ tư của chúng ta là cướp máy bay phản lực ở khu quân sự và tiêu diệt một máy bay đang bay. Mở cái thử khách này nó khó khăn vậy cơ luôn ấy. Ủa cái này ngầu này. Ủa nó chật tôi sẵn luôn rồi. Máy bay đâu nha. Thôi. What the f***. Mấy chiếc chạy chậm không phải là cách. Cho nên là tôi đã đem chiếc xe này đi độ cho nó nhanh. Ui, nhanh quá rồi. Thôi. Đậu xanh á. Bắn hộ tao luôn. Đấy.
tuổi gì bán luôn. 12 seconds later. What? How? How? What the hell? Nó cứ bắn ở đâu ấy? Mấy thằng này cay thế nha. Nó bắn ở đâu ấy? Ngon mà bắn tao coi. Ôi, ôi, tôi thấy một chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh lên thì phải. Ôi, bẻ bẻ lên, bẻ lên, bẻ lên, bẻ lên. Bẻ xuống, bẻ xuống, bẻ xuống. Wow, holy moly. Yes, tôi né được. Let's go, let's go. Quả là một ngày tuyệt vời. Ôi, tôi ấn lộn, ấn lộn. Yo, yo, that's my car, man. Come on. Yo, man. No. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Giờ tôi phải lấy một chiếc xe mới rồi, nhưng mà tôi sẽ không kiểu ăn cắp gọi là lộ liễu quá đâu. Tại tôi là một hacker cơ mà. Hey. 911, state your emergency, please. We've lost a caller. Phải chuẩn luôn này, tôi phải đo cho nó chuẩn luôn ấy. Để coi. Let's go, let's go, yes, yes, yo, let's go, man. Oh. Ôi trời ơi. Anh em có thể nhìn thấy con chuột nó cũng bị biến thành zombie luôn rồi anh em ạ. À. Nó đi bằng hai chân luôn cơ mà. Wow. Ây, 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 no, 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 giờ không thể dừng được, no. Liệu tôi có hát được xe tăng hay không? Ôi, 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 ôi. Như tôi hát được ở đây mà. Nhìn nó kìa. Holy moly, man. Còn, ui, yo, ngầu thật sự luôn ấy. Bắn tao này. Này thì bắn tao. Ôi giời. Oh my god, man. Mày tới đây, né đi. Không cho. Mày lừa bố mày. Ui, xe tăng. No. Ui. Ai táp đây luôn nè. Alo. Alo, what the hell, man. Táp đây cơ mà. Tôi cần kiếm một chiếc xe lẹ. What? 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 Gồng không nổi rồi. Thôi thì nốt lần này thôi mọi người ạ. Bố, bố. Ui, cú đấm tôi cũng mạnh hơn luôn ấy. Chưa xưa cú đấm tôi yếu như mấy thằng nghiện vậy. Chứ giờ mày không nghiện à? Câm mồm. À. Mày xạo. A few minutes later. Nói chung là Venom đói thì tôi cũng đói, cho nên là tôi phải đi kiếm cái gì ăn mới được. Đây, vô cửa hàng tiện lợi đi. Anh, ở đây có gì ngon không anh? Ăn anh không, anh ngon này. Ồ, tôi sở hữu siêu năng lực bậy. Ồ, tôi sở hữu siêu năng lực đấy. Để nào, chúng ta cần một chiếc máy bay phản lực. No, shit, man. Đang cướp máy bay cơ mà. Đấy. À, oh, oh. What the? What the f***? Oh, holy shit. Oh shit. Trời. Trời. Trời trời trời. Và đấy là những khoảnh khắc tôi thấy hay nhất. Hẹn gặp lại anh em ở những tập tiếp theo.